Cô mến chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với tiết học đạo đức ngày hôm nay nhé. Bây giờ, chúng ta tiếp tục ở bài 5, tự giác làm việc ở nhà, tiết 2. Qua bài học này, các em sẽ được xử lý tình huống và thực hành được một số việc ở nhà. Trước khi bước vào tiết học mới, các em lắng nghe giai điệu bài hát Giúp mẹ nhé. Chúng ta cùng đến phần luyện tập nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào hoạt động 1, xử lý tình huống sau. Các con hãy quan sát tranh. Em sẽ nói gì với bạn nữ trong tình huống sau? Nhất là những chi tiết của mỗi người trong bức tranh, họ đang làm gì? À, đúng rồi, mẹ đang cài áo cho bạn nữ. Anh đang mang giày. Bố đang lấy ba lô để chuẩn bị đeo vào vai bạn nữ. Các con có nhận xét gì về bạn nữ này? À, đây là một buổi sáng chuẩn bị đi học. Bạn nữ không tự giác làm bất cứ việc gì của mình mà phải nhờ đến cả nhà hỗ trợ. Nếu là con sẽ khuyên bạn nữ thế nào? À, nhiều bạn chia sẻ với cô là bạn ơi, bạn nên tự mang giày hay là bạn không nên để cả nhà làm giúp bạn. Bạn cần phải tự giác làm việc của mình. Qua tình huống này, em có giống bạn nữ không? Cô tin rằng các em sẽ không giống như bạn nữ trong tranh. Để thư giãn, cô mời các em lắng nghe giai điệu bài hát Con ong chăm chỉ. Bây giờ, chúng ta sẽ đến hoạt động 2, liên hệ bản thân. Qua bài hát, các em thấy con ong rất chăm chỉ, rất đáng yêu. Vậy có bạn nào chăm chỉ như chú ong dễ thương đó không?
À, các em hãy kể lại một việc em đã tự giác làm ở nhà và cho cô biết lợi ích của việc làm đó nào. Ví dụ như em quét nhà chẳng hạn, rồi em trông em giúp mẹ, em lau nhà, em phụ mẹ phơi quần áo và còn rất nhiều việc nữa. Và lợi ích của việc làm đó thì như thế nào nhỉ? À, còn làm giúp bố mẹ thì bố mẹ rất vui, giúp cho bố mẹ bớt vất vả phải không? Qua đó các em cũng tập cho mình thói quen tự giác, làm các công việc vừa sức. Và ở nhà, em còn chưa tự giác làm việc gì, em sẽ phấn đấu thực hiện như thế nào? À, có một số bạn chia sẻ với cô, em chưa tự ăn cơm, em chưa tự đắp chăn, em chưa tự soạn sách vở đi học, em chưa tự mặc quần áo và còn một số việc nữa. Nhưng khi học bài đạo đức hôm nay, các bạn đã chia sẻ với cô là em đã tự giác làm được các việc ở nhà rồi đó. Và bạn còn chia sẻ, ba mẹ em rất vui và khen con rất giỏi. Như vậy, cô tin rằng tất cả các em đều phải tự giác làm các công việc ở nhà các em nhé. Sau bài học này, em cố gắng thực hiện như những gì chúng ta đã học để giúp ba mẹ các em nhé. Vì vậy, cô mong rằng các em sẽ tự giác làm những việc ở nhà vừa sức phù hợp giống như hai bạn nhỏ trong tranh này nhé. Hai bạn nhỏ đang làm gì vậy nhỉ? À đúng rồi, bạn nam thì đang quét rác, còn bạn nữ thì đang tưới cây. Rất đơn giản đúng không nào? Cô tin rằng các em sẽ làm giỏi hơn như vậy nữa. Bác Hồ chúng ta đã từng nói, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Cô mong rằng các em sẽ cố gắng thực hành những điều này trong cuộc sống thực tế nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe. Cô chúc các em học thật tốt nhé.